Thưa quý vị, như thường lệ thì mỗi dịp Tết Nguyên Đán sắp đến thì những làng hoa ở miền Tây lại tất bật hẳn lên. Và đang có mặt tại vườn hoa của anh Trần Văn Vũ thuộc làng hoa Lân Đông, Phú Sơn, tỉnh Bến Tre, thì tôi đang cảm nhận rất rõ sự tất bật nơi đây khi mà cả gia đình anh cùng đang tất bật để chuẩn bị cho những chậu hoa đẹp nhất cung ứng cho dịp Tết năm 2020. Vâng, chào anh Vũ ạ. Dạ. Xin anh cho biết là gia đình mình đã chuẩn bị những cái luống hoa này từ bao giờ ạ? Hoa này bắt đầu làm hoa là từ hôm tháng 10 tháng 2. Năm nay thì mình có chuẩn bị những cái loại đặc biệt gì cho Tết này ạ? Hôm nay anh chuyên về hoa giấy. Dạ. Hoa giấy là phần lớn nhất, còn những hoa khác thì cũng có và ít. Dạ. Như mồng gà, văn thọ, ớt đâu rồi, có chút ít thôi. Thì năm nay anh cung ứng thị trường khoảng 2.000 chậu, 2.000 chậu hoa giấy. Về giá cả thì nó vẫn như thế nào? Bây giờ năm nay thì nó cao hơn năm rồi, khoảng chừng 30-40.000 chậu. Mất bao nhiêu lâu để mình có những cái chậu hoa như vậy ạ? Chậu hoa lớn này nếu đúng ra là nó có như thế này là khoảng 3 năm lận, 3 năm nó mới đạt như thế này. Còn nếu mà nó nhỏ hơn thì nó khoảng chừng 1 năm. Nó có cái loại hoa nhỏ hơn nữa khoảng 5. Này ba lớn vậy là khoảng 3 năm. Chăm sóc thì nó cũng không dễ, không khó, làm đúng cách, đúng kỹ thuật nó thì được, chứ mình làm theo cái quán tính của mình thôi, dù cây thay xấu hoặc đẹp thì mình chăm sóc nó. Khó nhất là chăm phân với mình nước, canh ngày tháng để cho nó hoa ra hoa đều đó. Nếu như mà cái hoa mình nó đang yếu thì mình canh sớm nó sẽ ra trễ, còn cây mà đúng của nó thì mình canh đúng ngày sẽ đúng ngày. Thì khó nhất là hoa, cái khâu mà chăm phân tưới nước. Cách vườn anh Vũ không xa, vườn hoa giấy của gia đình anh Trần Thanh Phương cũng đang khoe sắc. Theo anh Phương, xu hướng của khách hàng sành chơi hoa giấy là chọn những giống hoa Thái Lan, hoa nhiều màu. Hoa giấy có độ bền cao, độ sắc nét chỉ đứng sau hoa lan nên những công trình rất chuộng mua để trang trí. Khách hàng thì nói chung ở đây bán là từ Bắc vào Nam, thì nói chung miền Trung miền Bắc á, thì nó thích tầm khoảng 1,5 m cho tới 1 m, nó đi ngược lại. Còn cái miền Nam chợ nhỏ thì cái dạng như người ta thích nhỏ 50 cm tới 80 cm, còn cái loại mà miền Trung á, thì nó lại thích ngược là cái như Đà Nẵng rồi, nó lại thích cái hàng cao, hàng chậu 50 cm trở lên là cái hàng từ 1,5 m tới 2,5 m. Năm nay hiện tại bây giờ thì hiện tại là cũng như mình có hiện tượng là hoa giấy ở đây là đang cháy hàng, tại vì cái lượng hàng bây giờ người ta mua cũng gần hết rồi. Cái số thì mua đang gửi lại vườn, còn có số nữa nhưng cũng như còn tại vườn thì người ta lại là chưa muốn bán, tại lên bông người ta mới bán. Còn những cái số bán theo hồi xưa giờ là bây giờ người ta đã bán hết rồi. Thì cái thị trường hoa giấy bây giờ là mình trưng nó là nói về cái độ sắc nét nó không thua cây lan, tại vì nó cái tên cái về cái phong thủy nó thua cây lan thôi, chứ độ sắc nét, độ trưng, độ bền thì nó không thua cây lan. Thì thành ra bây giờ là tất cả những cái hàng công trình ngoài mặt đường, ngoài công viên đồ, tất cả là những cái hàng công trình đều nó là xài cây hoa giấy, nó nổi trội hơn cây lan là chỗ đó. Thành ra cái lượng của mình cung cấp nó không đủ cho thị trường, cái lượng người làm thì không bao nhiêu nhưng mà cái lượng cung ứng ra thị trường nó không đủ, cái nhu cầu của nó rất nhiều. Tại làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, nông dân Trần Văn Tiếp cũng đã hoàn tất những công đoạn cuối cùng để phục vụ nhu cầu hoa Tết cho thị trường. Bên cạnh các giống cũ, ông du nhập thêm nhiều giống hoa mới để đa dạng sản phẩm. Ngoài trồng hoa theo thị hiếu thị trường, người dân cũng không quên trồng các loại hoa truyền thống như hoa cúc, hoa màu gà, hoa vạn thọ, hoa cát tường. Đến thời điểm hiện tại, người dân rất phấn khởi vì thời tiết thuận lợi, các loại hoa kiểng đang phát triển tốt. Với những người trồng hoa, Tết là mùa sản xuất quan trọng nhất trong năm. Những chuyến xe hối hả chở cây cảnh đủ màu sắc, những chậu hoa rực rỡ khoe sắc, góp phần làm cho không khí xuân thêm rộn ràng, hứa hẹn mang đến thu nhập khá cho những người trồng hoa.